Vâng, hôm nay mình xin giới thiệu tất cả các bạn một bộ máy xay sinh tố và ép hoa quả hàng Nhật Bãi của thương hiệu Latina. Dòng thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật từ xưa. Máy có model là MZ M120. MZ 120. Đây, hình thức bên ngoài còn rất là đẹp nha. Quay sách bằng nóc này, mình có thể di chuyển sách vào đây. Đây là cuộn dây này, đưa ra dây vào. Máy thiết kế rất là tiện, không sợ vướng. Đây là cốc sinh tố này, cốc này dùng để xay sinh tố hoặc là xay khô, xay cấy, xay các loại rau củ quả. Cốc thủy tinh rất dày nặng, lưỡi dao bằng làm bằng thép titan rất sắc nhé. Bánh răng cao su rất bền, nhựa rất dày này. Đấy, các bạn nhìn này. Nó khác hẳn với những cái máy khác nhé. Dòng này nó là dòng VIP rồi, dòng cao cấp rồi. Bây giờ mình sẽ bật khởi động máy nha. Đây còn có nhiều nút này. Đây là cái lỗ này để mình nhét hoa quả vào đây. Hầu như nghe không nghe tiếng máy kêu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách tháo này. Mình có hai bên quay bằng inox này để nó giữ cái tấm nắp bên trên này. Mình sẽ mở ra như này, nó nhấc nắp này ra đây. Đây là cái khay này để đựng bã, khi hoa quả ép thì bã sẽ văng vào đây trong cái hộp này. Còn nước sẽ chảy ra cái vòi nóng này ra là mình hấm cốc lên. Đây này, đây là cái lưỡi lọc và cái lưỡi dùng để xay để ép này. Đấy. Bằng inox còn rất đẹp nhé. Hầu như bên kia họ chưa sử dụng nên là còn rất mới như này. Đặc biệt đây là chiếc bánh da trục quay bánh răng được làm bằng nhôm đúc toàn phần nhé, nên là rất là bền, không sợ hỏng. Ở đây, đây là cái bánh răng của máy. Đấy, được thiết kế rất lớn, hai cái chốt chốt hãm này. Ở đây là dòng motor rất lớn. Đây, tất cả quạt gió làm mát motor đều được làm bằng thép nhé, và cái đáy này cũng làm bằng thép này, đây, từ con ốc. Còn sáng choang sassi 7 màu. Ở đây là thông số của máy này, điện 100V và công suất của nó là 220W 900cc. Nói chung là hàng chất lượng nhìn nó khác hẳn. Một con máy này đọc một cái motor nó cũng phải nặng tầm 4-5 cân cảm, cảm chưa nói cái cốc thủy tinh này. Bây giờ mình sẽ đặt cái máy xay sinh tố này. Đồ của Nhật thì họ rất ít khi làm cả một cái bộ như này. Thường thường chỉ một cái máy sinh tố hoặc một cái máy ép quả hoặc là một cái máy xay thịt xay cá riêng. Đây là nó rung ở cái này. Quay rất khỏe và êm, lưỡi dao thép titan rất sắc,
không sợ gì, cốc thủy tinh đầy nặng. Đây là cả một bộ vít luôn, hàng hiếm luôn nha. Bạn nào có nhu cầu mua liên hệ mình theo số điện thoại 0358742679. Bên mình có rất nhiều máy, các loại máy xay, máy ép, số lượng có nhiều, hàng về liên tục, thoải mái phục vụ các thượng đế.